Ngày 22 tháng 4, Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông làm trưởng đoàn đã đến thăm viếng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, cán bộ Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, vừa hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Trước đó, chiều ngày 21 tháng 4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô nghi chở hàng cấm lưu thông về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát giao thông công an huyện Đức Hòa ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, nhưng tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng đang làm nhiệm vụ. Sau đó, ô tô nói trên tiếp tục tông vào một số phương tiện lưu thông trên đường rồi lật nghiêng. Cú tông trực diện khiến Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào và hai người dân tử vong. Chiều ngày 22 tháng 4, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận một cây xanh cổ thụ trên đường Y Rút, thành phố Buôn Ma Thuột, bật gốc đè vào một người đi đường khiến nạn nhân nguy kịch. Trước đó, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xảy ra gió lớn kèm theo mưa. Lúc này, một cây cổ thụ trên đường Y Rút, thành phố Buôn Ma Thuột bất ngờ bị ngã ra đường và đè lên một người phụ nữ. Ngay lập tức, hàng chục người đi đường và người dân xung quanh cùng nhau khiêng thân cây lên để giải cứu người phụ nữ bị mắc kẹt và đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, người phụ nữ nói trên được đưa vào bệnh viện trong tình trạng suy hô hấp, gãy nhiều xương sườn và đa thương khác. Theo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bình Sơn, vào sáng ngày 11 tháng 4, trên mạng xã hội Facebook, tài khoản có tên DN chia sẻ một clip thể hiện bạo lực gia đình. Qua nắm thông tin, đoạn clip trên có liên quan đến ông H, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Chương. Ông Đinh Hùng Cường, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Bình Sơn xác nhận tài khoản mạng xã hội trên là của con gái của ông H và ngành chức năng cũng xác định ông H có hành vi bạo lực gia đình. Ngay sau đó, con của ông H đã gỡ bài đăng trên mạng xã hội. Tiếp đến ngày 13 tháng 4, ông Phạm Quang Sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn đã chủ trì buổi làm việc với ông H, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bình Chương, phòng giáo dục đào tạo và các phòng ban liên quan để làm rõ clip lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi nghe giải trình của ông, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn yêu cầu ông H viết lại bản kiểm điểm, báo cáo giải trình với tinh thần tự giác, tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm và tự nhận hình thức xử lý. Ủy ban Nhân dân huyện cũng yêu cầu Ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Chương tổ chức họp hội đồng sư phạm nhà trường, thông báo nội dung sự việc và hướng xử lý của cấp có thẩm quyền. Đề nghị Đảng ủy xã Bình Chương chỉ đạo kiểm tra xác minh và xử lý hành vi vi phạm của ông H theo các quy định của Đảng. Ngày 22 tháng 4, bà Hồ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long xác nhận Sở vừa nhận được báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long về trường hợp nữ sinh 14 tuổi, học sinh lớp 8, quê huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và sinh con vào sáng ngày 17 tháng 4. Gia đình nữ sinh rất bất ngờ trước việc con gái mình có thai. Sau đó, nữ sinh này sinh một bé trai nặng 3,3 kg. Sau 3 ngày nằm viện, nữ sinh cùng con trai được xuất viện. Ngày 22 tháng 4, nhiều cảnh sát đã khám xét trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, địa chỉ 205C, đường Phạm Văn Thuận, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cùng nhiều địa điểm văn phòng của trung tâm. Theo ghi nhận, trong buổi sáng, lực lượng chức năng đi xe ô tô công vụ Công an tỉnh Đồng Nai và Công an thành phố Hồ Chí Minh đến trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn để khám xét và làm việc với nhiều người tại đây. Đến trưa, lực lượng chức năng tiến hành niêm phong và thu giữ nhiều tài liệu máy tính mang đi để phục vụ công tác điều tra, làm rõ một số sai phạm liên quan trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn. Lực lượng công an cũng mời ông Đặng Thái Hân, người đầu tư vào trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn về làm việc, phục vụ cho công tác điều tra. Theo tìm hiểu, trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn được thành lập từ năm 2014 với khoảng 1.300 giáo viên dạy lái ô tô với các loại bằng B1, B2, C. Sau khi công an vào cuộc, sân tập của trung tâm hiện tạm đóng cửa từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 4. Tiến hành điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến sai phạm của công ty cổ phần công nghệ Việt Á xảy ra tại Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Thành, nguyên bí thư thị ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều,
và ông Nguyễn Văn Bình, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra xác định trong quá trình chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Thành và Bình mặc dù không tư lợi cá nhân, nhưng đã có những chỉ đạo sai quy định, thiếu trách nhiệm, dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng. Đây là vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Quảng Ninh theo dõi, chỉ đạo. Trước đó, Ban thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất cho ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026, nguyên Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, thôi chức theo nguyện vọng cá nhân. Ngày 22 tháng 4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đã bắt được đối tượng Trần Thanh Phong, 26 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thành phố Cà Mau, là một trong hai đối tượng trộm vàng của nhà Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện U Minh. Trước đó, ngày 15 tháng 4, vợ chồng ông Tê, Phó trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, cùng hai người con đi về nhà cha mẹ ruột của ông ở ấp 7, xã Khánh An, huyện U Minh và ngủ lại đây. Sáng ngày 16 tháng 4, người dân đi ngang nhà ông Tê thấy cửa mở, bên trong không mở đèn, nghi có chuyện không lành nên gọi điện báo cho ông Tê. Vợ chồng ông lập tức quay về kiểm tra tài sản trong nhà. Vợ chồng ông phát hiện số vàng bị mất trộm gần 4,6 lượng vàng 24K, 13,6 lượng vàng 18K và vàng trắng trị giá khoảng 100 triệu đồng. Hai con heo đất đựng khoảng 30 triệu đồng và một laptop. Tổng giá trị tài sản mất trộm gần 870 triệu đồng. Hai thủ phạm gây ra vụ trộm là Trần Thanh Phong và Nguyễn Trí Cường, 22 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Cà Mau. Hiện cả hai đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ngày 22 tháng 4, Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho biết, khoảng rạng sáng cùng ngày, lửa bất ngờ bốc cháy tại một kiosk trong chợ, sau đó lan nhanh sang nhiều kiosk khác. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã điều 2 xe chữa cháy, cùng 19 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Hơn 2 giờ sau, đám cháy được dập tắt. Tuy vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi 14 kiosk, 2 kiosk cháy 50%, ước thiệt hại hàng tỷ đồng. Lãnh đạo huyện Thanh Bình đã đến thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại là 5 triệu đồng một kiosk.